Chúng ta sẽ có những cái bài tập như sau. Rồi, chúng ta vào ví dụ 1 này. Ví dụ 1, cho cái tứ diện đều ABCD có cạnh bằng A. Bài toán yêu cầu lấy khoảng cách từ A đến mặt phẳng BCD để chúng ta giải quyết như sau. Tứ diện đều nhá. Đấy. Vẫn tương đối như này thôi. Đây. ABCD em ơi. ABCD. Gọi G đây đúng không? Tứ diện đều ấy. Đấy. Thì khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD chính bằng AG. Được chưa nào? Đấy, thì ta chứng minh cũng rất dễ thôi. Ta học rất nhiều rồi. Ví dụ đây M là gọi M trung điểm của CD đúng không nào? Đã có nhá. À, BM vuông với CD chưa? Đúng không? BM vuông CD rồi đúng không? AM cũng vuông với CD chưa? Đó. Thì như vậy CD vuông góc với A, B, M. Như vậy khoảng cách từ CD vuông AB BM đúng không? Thì CD sẽ vuông góc với lại AG, được chưa? Tương tự như vậy AG cũng vuông góc với BC. Như vậy AG vuông hai đường là BC và CD. Như vậy AG sẽ vuông góc mặt phẳng ABCD nhá. À, thế thì tính khoảng cách này như thế nào? Ta tính như thế nào đây? Đúng không? Tính được đây rồi. Bây giờ xác định được AG là khoảng cách giữa A tới mặt phẳng BCD. Quan trọng tính thì tính thì ra dễ thôi, ví dụ Pythagore nhá. Cạnh này bằng A rồi, AB bằng A rồi. BG sẽ bằng gì nhỉ? BG sẽ bằng 2/3 của BM. Mà BM là đường cao trong tam giác đều. Như vậy BM sẽ bằng cạnh nhân căn 3/2. Anh nhân với 2/3 nữa rồi thì cạnh căn 3/3 thôi, đúng không nào? Đấy, ta có này. Ta có nhá. Gọi M là trung điểm nhá thì có CD này. CD vuông góc với AM. CD vuông góc với BM. Mà AM với BM là cắt nhau đúng không? Tại M và đều một thuộc mà ABM. Như vậy ta không nói cái đấy nữa nhá, mất thời gian lắm. CD vuông góc với ABM. Được chưa? CD vuông góc với AG. Hoặc gọi trọng tâm nhá. Tương tự như vậy. Tương tự đúng nhá. Tương tự như vậy BC cũng vuông góc với lại AG. Như vậy là AG sẽ vuông góc với mặt phẳng AG vuông góc với BCD. Cái phần này ta chứng minh nhiều lắm rồi đúng không? AG vuông BCD thì khoảng cách